Nga, Thổ Nhĩ Kỳ thống nhất cơ chế thanh toán một phần khí đốt bằng đồng rúp. Nga hạ giá dầu để giành thị trường Ấn Độ. Tổng thống Nga Putin áp đặt hạn chế với các nhà đầu tư phương Tây. Tham dò ý kiến, gần 60% người Mỹ nghĩ rằng đảng Dân Chủ đã làm cho nền kinh tế lao dốc. 5 năm nữa, châu Á sẽ là ngôi sao sáng trên bản đồ siêu dầu thế giới. Hoa Kỳ chính thức khởi xướng điều tra chống lẫn tránh thuế với ống thép Việt Nam Bánh trung thu mini Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam Tất cả sẽ có trong bản tin kinh tế ngày 6 tháng 8 của DKN TV. Hoàng Nguyên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết Thưa quý vị, mở đầu là một số tin vắng đáng chú ý Nga, Thổ Nhĩ Kỳ thống nhất cơ chế thanh toán một phần khi đốt bằng đồng rúp. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại thành phố Sochi vào ngày 5 tháng 8. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo một quốc gia thành viên NATO với Nga sau khi chiến sự ở Ukraine xảy ra. Theo hãng tin Sputnik, lãnh đạo hai nước nhất trí Nga sẽ cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ 26 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, và trong giai đoạn đầu, một phần sẽ được thanh toán bằng đồng rút Nga. Ông Putin khẳng định, Đường ống khí đốt dòng chạy Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những huyết mạch quan trọng nhất để cung cấp khí đốt Nga cho châu Âu. Đường ống này hiện vẫn đang hoạt động nhịp nhàng mà không gặp bất cứ sự cố nào. Hai nước cũng thảo luận các vấn đề về thương mại, kinh tế, các dự án năng lượng như là xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akuyu ở Thổ Nhĩ Kỳ, xuất khẩu ngũ cốc ở Ukraine và đạt các thỏa thuận lớn trong lĩnh vực ngân hàng. Canada cấm nhập khẩu súng ngắn Chính quyền Canada tuyên bố sẽ cấm nhập khẩu súng ngắn kể từ ngày 19 tháng 8. Đây là một phần trong biện pháp đối phó với bạo lực súng đạn được đề xuất sau hàng loạt vụ xả súng ở nước láng giềng Mỹ. Vào ngày 5 tháng 8, Bộ trưởng An ninh Công của Canada, ông Marco Mendicino đã nói rằng những khẩu súng này chỉ có mục đích duy nhất là giết người. Tỷ phú Elon Musk nói mình bị Twitter lừa trong hồ sơ nộp lên tòa án, tỷ phú Mỹ Elon Musk đã cáo buộc Twitter đã lừa dối ông về các hoạt động kinh doanh quan trọng trước khi ông công bố quyết định đồng ý mua lại nền tảng mạng xã hội này với giá là 44 tỷ đô la Mỹ. Sau khi Twitter kiện buộc ông Elon Musk phải thực hiện thỏa thuận thâu tóm, tỷ phú này cũng đã đệ đơn kiện công ty này vì đã vi phạm hợp đồng. Chuyển sang một số tin tức khác về Nga. Nga hạ giá dầu để giành thị trường Ấn Độ. Thưa quý vị, theo tính toán của Bloomberg, dựa trên số liệu của chính phủ Ấn Độ, trong quý 2, giá dầu của Nga tại đây đã xuống thấp hơn dầu Saudi Arabia. Trong tháng 5, Nga đã bán dầu với giá gần 94 đô la Mỹ một thùng sang Ấn Độ, rẻ hơn Saudi Arabia khoảng 20 đô la Mỹ. Nga cũng đã vượt Saudi Arabia để trở thành nhà cung cấp dầu lớn thứ nhì cho Ấn Độ trong tháng 6, chỉ sau Iraq. Ấn Độ và Trung Quốc đang trở thành các khách hàng quan trọng của Nga khi hầu hết người mua xa lánh dầu Nga sau xung đột tại Ukraine. Quốc gia Nam Á này cần phải nhập khẩu tới 85% lượng dầu tiêu thụ. Vì thế, nguồn cung sẽ sẽ giúp cho giảm sức ép tài chính lên nước này trong bối cảnh lạm phát tăng tốt và thâm hụt thương mại kỷ lục. Trong quý 2, Ấn Độ nhập 47,5 tỷ đô la Mỹ dầu thô. Do giá dầu tăng cao đúng thời điểm nhu cầu, nhiên liệu tại nước này cũng đang tăng lên. Cùng kỳ năm ngoái, Ấn Độ chỉ nhập 25,1 tỷ đô la Mỹ, giá dầu gần đây đã giảm do lo ngại kinh tế đi xuống. Vandana Hari, nhà sáng lập Vanda Insights tại Singapore đã cho biết, các hãng lọc dầu Ấn Độ đang cố tiếp cận loại dầu rẻ nhất có thể, nhưng vẫn phải phù hợp với thiết kế của họ. Dầu thô Nga là lựa chọn phù hợp hiện tại, sau gì Arabia và Iraq cũng không thiệt hại hoàn toàn, vì họ đang chuyển hướng sang bán dầu cho châu Âu. Dù khoảng cách giữa dầu Nga và dầu Saudi Arabia đã thu hẹp trong tháng 6, trên lệch vẫn quanh 13 đô la Mỹ một thùng. Tính trung bình, giá dầu Nga bán sang Saudi Arabia trong tháng 6 là 102 đô la Mỹ. Tổng thống Nga Putin áp đặt hạn chế với các nhà đầu tư phương Tây. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 5 tháng 8 đã ký sắc lệnh trong đó cấm các nhà đầu tư từ những quốc gia không thân thiện bán cổ phần trong một số doanh nghiệp chiến lược và ngân hàng cho đến cuối năm nay. Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức áp dụng đối với hoạt động khai thác dầu khí trong dự án Sakhalin 1 tại vùng biển đông của Nga. Nhà điều hành của dự án này, tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ, trong tuần này đã cho biết họ đang trong quá trình chuyển giao 30% cổ phần cho một bên khác. Lệnh cấm cũng đã ngăn chặn các nhà đầu tư từ các quốc gia không thân thiện bán cổ phần trong các dự án ngoài Sakhalin 1, bao gồm cả dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng Sakhalin 2 và khai thác mỏ dầu Kariaga, cũng như là trong các ngân hàng của Nga cùng với các tài sản khác. Danh sách các ngân hàng sẽ được chính phủ và ngân hàng trung ương của Nga đệ trình để Tổng thống hừa tìm phê duyệt. Tiếp theo là thông tin về nền kinh tế số 1 thế giới. Theo một cuộc khảo sát mới từ Red Machine Report, một số lượng lớn người Mỹ tin rằng nền kinh tế đang suy thoái và đổ lỗi cho đảng Dân Chủ. Thưa quý vị, cuộc khảo sát 1.000 cử tri tiềm năng ở Hoa Kỳ được thực hiện vào ngày 28 và ngày 31 tháng 7 và có sai số lấy mẫu là cộng trừ 3 điểm phần trăm, với mức độ tin cậy là 95%. Khảo sát cho thấy có 62% số người được hỏi tin rằng nền kinh tế của Hoa Kỳ hiện đang suy thoái trong khi chỉ có 23% cho rằng không phải vậy. Trong số những người đã tin rằng nền kinh tế của Hoa Kỳ đang suy thoái, có gần một nửa 47% là cử tri đảng Dân Chủ. Hơn nữa, những người được hỏi liệu họ có đồng ý với tuyên bố của lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell vào cuối tháng trước rằng đảng Dân Chủ thừa hưởng một nền kinh tế được coi là sẵn sàng cho sự phục hồi mang tính lịch sử và nhanh chóng làm cho nó lao dốc. Rasmussen đã nhận thấy rằng có 59% cử tri đồng ý với tuyên bố của ông McConnell, bao gồm có 45% hoàn toàn đồng ý với thành viên đảng Cộng hòa đến từ Kentucky này. Có 35% không đồng ý. Theo báo cáo, trong số những người đồng ý có 38% là cử tri đảng Dân Chủ, bao gồm 23% là những người hoàn toàn đồng ý. Cuộc khảo sát mới nhất này đã diễn ra sau những lời chỉ trích về việc chính phủ ông Biden đã liên tục hạ thấp nguy cơ suy thoái ở Hoa Kỳ. Bất chấp hai quý tăng trưởng âm liên tiếp, vốn là định nghĩa thường được chấp nhận về suy thoái kinh tế. Đề cập tới Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, tổ chức tuyên bố khi đất nước bước vào suy thoái, Bộ trưởng Ngân Khố và cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Janet Yellen đã cho biết vào cuối tháng 7 rằng dữ liệu của họ tiếp tục mạnh mẽ trong thời điểm hiện tại. Bà Giao Lệnh đã nói trong một lần xuất hiện trên Meet the Press của NBC. Tôi đã rất ngạc nhiên nếu họ tuyên bố giai đoạn này là một cuộc suy thoái, ngay cả khi nó có hai quý tăng trưởng âm. Chúng ta có một thị trường lao động rất mạnh mẽ. Khi quý vị đang tạo ra gần 400.000 việc làm mỗi tháng, đó không phải là suy thoái. Bộ trưởng Ngân Khố cũng đã nhấn mạnh thêm những xét trước đó rằng, lúc này nền kinh tế đang trong thời kỳ chuyển đổi Lưu ý rằng, tăng trưởng đang chậm lại và điều đó là cần thiết và phù hợp và chúng ta cần phải phát triển với tốc độ ổn định và bền vững. Trong khi đó, chính Tổng thống Joe Biden vào cuối tháng 7 đã gây ra tranh cãi khi ông đã nói rằng dữ liệu cho thấy sự suy giảm trong hai quý liên tiếp không giống như là một cuộc suy thoái đối với tôi. Các cuộc tham dò gần đây đã cho thấy sự ủng hộ dành cho ông Biden đang giảm dần trong bối cảnh lạm phát tăng vọt và nền kinh tế đầy biến động. Điều đó có thể gây ra khó khăn khi phía trước là cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 vào tháng 11 tới. Với 91% những người được khảo sát bởi Red Motion Report nói rằng họ coi nền kinh tế và lạm phát là những vấn đề quan trọng. 5 năm nữa, châu Á sẽ là ngôi sao sáng trên bản đồ siêu giàu thế giới. Thưa quý vị, theo The Wealth Report, thống kê mới của Knight Frank đã cho thấy số người siêu giàu trên thế giới đang không ngừng gia tăng. Theo báo cáo thịnh vượng mới nhất của Knight Frank, số lượng các cá nhân có khối tài sản ròng cực lớn (USNMI) đã tăng 9,3% vào năm 2021, từ mức gần 559.000 người lên đến gần 611.000 người. Khối tài sản ròng cực lớn cụ thể là những người nắm giữ khối tài sản có thể đầu tư từ 30 triệu đô la Mỹ trở lên. Hầu hết các khu vực đều ghi nhận sự gia tăng của giới siêu giàu trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2021. Với hơn 230.000 người, có khối lượng tài sản sùng cực lớn vào năm 2021, Bắc Mỹ là khu vực có người siêu giàu nhất thế giới, xếp sau là châu Á với gần 170.000 người. Châu Âu là khu vực đứng thứ ba sau Bắc Mỹ và châu Á. Nhóm những quốc gia hàng đầu về giới siêu giàu ở châu Âu trong năm 2021 là Pháp với 30.000 người, Đức là 28.000 người, Vương quốc Anh là 25.000 người và Italy là 17.000 người. Tính theo bình quân đầu người, Monaco là nơi có mật độ người siêu giàu cao nhất thế giới. Cứ 1.000 người sẽ có 5 người siêu giàu. Số người siêu giàu sẽ thay đổi ra sao trong 5 năm tới? Trong năm 2021, dân số siêu giàu ở Bắc Mỹ đã tăng 12,2% và châu Á tăng 7,2%. Khu vực duy nhất trên thế giới chứng kiến sự sụp giảm về dân số có khối tài sản rồng cực lớn là châu Phi với âm 0,8%. Điều thú vị là giới siêu giàu ở Nga và cộng đồng các quốc gia độc lập, CIS, có tốc độ tăng nhanh thứ hai với 11,2%, chỉ xếp sau Bắc Mỹ giá dầu và giá bất động sản bật tăng trở lại và định giá thị trường chứng khoán có khả năng thúc đẩy sự tăng trưởng này. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt sau xung đột và sự suy thoái kinh tế có thể khiến cho giới tài việt mất khá nhiều của cải trong nhiều năm tới. Năm quốc gia có tốc độ tăng dân số có khối tài sản sùng cực lớn hàng đầu là Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản và Trung Quốc. Thị trường chứng khoán đóng một vai trò lớn giúp cho gia tăng giới siêu giàu ở các quốc gia này. Trên toàn thế giới, người siêu giàu dự kiến sẽ tăng với con số đáng kinh ngạc là 28% vào năm 2026. Một con số khác gây sốc hơn là trong giai đoạn 5 năm, từ 2016 đến 2021, tốc độ tăng trưởng gần gấp 3 lần dự đoán cho 5 năm tới, đạt mức là 75%. Châu Á và khu vực Australia được dự báo là khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Trong 5 năm tới, từ năm 2021 đến 2026, khối tài sản rồng cực lớn ở cả hai khu vực này dự kiến sẽ tăng 33%. Singapore được dự đoán sẽ có dân số siêu giàu tăng 268%. Dân siêu giàu ở Trung Quốc được dự đoán sẽ tăng hơn 42%. Trong khi đó, Bắc Mỹ dự đoán sẽ tăng trưởng 28%, tương đương tổng số 300.000 dân có khối tài sản rồng cực lớn vào năm 2026 cho Mỹ Latin cũng được dự báo sẽ có sự tăng trưởng đáng kể. Trong bối cảnh siêu lạm phát, Argentina ước tính sẽ ghi nhận số dân siêu giàu tăng 38%. Điều gì thúc đẩy sự gia tăng dân số siêu giàu trên thế giới? Theo báo cáo của Knight Frank, giá trị tài sản cao ngất ngưỡng và sự bùng nổ của bất động sản là hai động lực chính để thúc đẩy xu hướng này. Lãi suất cực thấp trong thời kỳ đại dịch cũng là một trong số các nguyên nhân với lãi suất vay thấp, những người siêu giàu có thêm đòn bẩy để tích lũy của cải, mở rộng khối tài sản bằng cách là mua thêm bất động sản hoặc là đầu tư vào các tài sản tài chính. Trên thực tế, trung bình mỗi người siêu giàu trên thế giới sở hữu 2,9 bất động sản. Song những con số về giới siêu giàu ở châu Phi cho thấy tài sản mà nhóm này đã tạo ra không đồng đều. Không chỉ với giới nhà giàu, sự chênh lệch còn thể hiện rõ hơn thông qua mức độ bất bình đẳng toàn cầu Chi phí năng lượng và lương thực tăng, ngay cả ở nước phát triển, khiến cho sự chênh lệch ngày càng lớn. Chuyển sang thông tin kinh tế trong nước Hoa Kỳ chính thức khởi xướng điều tra chống lẫn tránh thuế với ống thép Việt Nam Thưa quý vị, cuộc phòng vệ thương mại vào ngày 5 tháng 8 đã dẫn nội dung thông báo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, DOC cho biết. Hoa Kỳ đã chính thức khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm ống thép, chủ yếu là thuộc mã HS 730661 và 730630 nhập khẩu từ Việt Nam. Theo thông báo, nguyên đơn trong vụ việc này bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất ống thép lớn tại Mỹ như là Nuclear Corporation, Bonmost Hutch, Murichi Trade Corporation cáo buộc Việt Nam nhập khẩu thép cán nóng HRS, vốn là nguyên liệu chính để sản xuất ra ống thép từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, sau đó gia công, chế biến đơn giản thành ống thép và xuất sang Mỹ nhằm để lẫn tránh thuế phòng vệ thương mại, tương ứng mà Mỹ đang áp dụng với Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và Ấn Độ. DOC cho biết, theo quy định pháp luật của Hoa Kỳ, các bên có liên quan có thời hạn 30 ngày, kể từ ngày khởi xướng để nộp bản bình luận, và cung cấp thông tin phản biện tới cơ quan điều tra Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã nhận được đơn đề nghị điều tra chống lẫn tránh thuế phòng vệ thương mại với sản phẩm ống thép Việt Nam từ tháng 5. Tuy nhiên, đến ngày 22 tháng 6, cơ quan này thông báo gia hạn thêm 15 ngày, thời hạn xem xét các đơn đề nghị và hôm nay mới chính thức khởi xướng điều tra. Theo thống kê của Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, ITC, trong năm 2021, tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm bị đề nghị điều tra của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt khoảng là 57,6 triệu đô la Mỹ. Bánh trung thu mini Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam. Thưa quý vị, theo VN Express đưa tin, đầu tháng 7 âm lịch, thị trường bánh trung thu bắt đầu nhộn nhịp. Năm nay, thị trường xuất hiện bánh trung thu dẻo mini, năm ngoái chỉ có dòng bánh nướng với giá khá rẻ, khoảng là 4.000 đồng một cái, Nhập về một tạ bánh trung thu dẻo mini, chị Lan ở quận 12 cho biết đang bán với giá là 99.000 đồng 1 kg, 25 cái. Chị Lan đã nói, loại này đa dạng mẫu mã, nhiều vị lại có giá rẻ nhất thị trường, tầm 4.000 đồng nên bán rất chạy. Thậm chí theo Triệu anh ở quận Gò Vấp, nếu lấy sỉ thì giá loại bánh này chỉ khoảng là 50.000 đồng 1 kg, tức là mỗi cái bánh có giá là 2.000 đồng. Theo giới buôn cho biết, Toàn bộ các loại bánh mini dẻo nèo trên là hàng từ Trung Quốc. Thời gian bảo quản của chúng lên đến 4 tháng. Điều này khiến cho dân làm bánh chuyên nghiệp lo ngại về chất lượng. Theo chị Thủy, chủ xướng bánh 30 năm ở đường 3 Tháng 2, quận 10 cho biết, thông thường bánh trung thu hàng sử dụng là từ 30 đến 45 ngày. Với dòng bánh dẻo, hàng sử dụng còn thấp hơn. Theo quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh, các loại bánh trung thu giá rẻ, không nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng được bán tràn lan trên các hội nhóm chợ mạng, thường khó kiểm soát. Đặc biệt các sản phẩm nhập lậu thường không thể kiểm tra về hàm lượng các chất phụ gia, nên người tiêu dùng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ nên mua các sản phẩm được công bố thông tin rõ ràng. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin kinh tế cập nhật của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Chúc quý vị sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.